bộ định tuyến 6 vùng. Mặt trước bao gồm đèn LED hiển thị tín hiệu, khối đèn báo lỗi, khối đèn báo zone, đèn hiển thị thông báo theo zone và đèn phát nhạc theo zone. Mặt sau bao gồm công tắc nguồn và jack nguồn, nút gạt lựa chọn điện áp, cổng điều khiển RS232, dip switch chức năng, cổng kết nối trung tâm và bộ định tuyến, nút xoay đặt địa chỉ cho bộ định tuyến, cổng kết nối đầu ra, chân kết nối trigger input, chân kết nối override trigger output và chân đấu loa. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì Chương Trình Audio chính là một đơn vị uy tín, chắc chắn sẽ mang lại hài lòng dành cho các bạn. Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 và để đặt hàng, hãy liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.